Em tiếp tục về lô bò mới anh chị, mới ngày 6 tháng 7 2023 anh chị. Em có về lô bò mới anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Thành Trung giúp em anh chị. Bữa nay em về mẹ ăn con nghe đực, nghe cái, nghe bù co đều có hết anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt liên hệ em anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước anh chị, Sài Gòn, Chợ Gạo anh chị, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang anh chị, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng anh chị, Bạc Liêu. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây, lượng bò em về khá là đông anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Đây. Tiếp tục mã số 1 của anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 1 liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Đây em tiếp tục mã số 1 của anh chị. Đây, con được ngày một coi anh chị, ăn uống là mạnh khỏe bình thường, ok lắm anh chị. Con bò này là chết mẹ anh chị. Đây, ăn cực kỳ mạnh nha. Đó anh chị thấy không? Đó, con bò này tầm khoảng 80 tám mấy phân anh chị. Con bò này giá tại chuồng của em là 6,3 triệu anh chị. 6,3 triệu cho con đực này anh mù coi anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Đực mù coi giá tại chuồng em là 6,3 triệu anh chị. Trời mưa quá đồ anh chị thông cảm giùm em nha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị. Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu anh chị, Bình Thuận anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Con đực này mù coi anh chị, bò này luồn tháng tầm khoảng 4 tháng bò anh chị. Ăn uống rất là mạnh anh chị. Xương sóc rất là hiền á. Bò này anh chị cầm chuối anh chị kêu nó chạy lại luôn anh chị. Cái chuối á rất là mạnh nha. Anh chị cầm cái chuối cái thao thức ăn là nó chạy theo luôn anh chị. Giá tại chuồng em là 6,3 triệu nha anh chị. 6,3 triệu cho con đực bồ coi ha. Cô chú anh chị nào có quan tâm những con bò này cứ liên hệ trực tiếp cho em anh chị. Mã số 1 anh chị. Giá tại chuồng em là 6,3 triệu. Đây. Ăn rất là mạnh nha anh chị. Đây. Đó. Rất là thèm ăn ha. Đó anh chị thấy không? Đó, rất là mạnh anh chị. 6,3 triệu con được bồ coi anh chị. 6,3 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp cho em anh chị. Rồi. 6,3 triệu cho được bồ coi anh chị, mã số 1. Tiếp tục mã số 2 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 2 liên hệ trực tiếp cho em anh chị. Hai con kém kem trắng F2 pin lực anh chị. Con bò đầu tiên chiều cao nó yếu mét tí anh chị. Con sau là trên mét anh chị. Bò này luôn tầm khoảng 6 tháng rưỡi bò trở lên anh chị. Bò này rất là pin lực ha. Cô chú anh chị đằng xa nào có nhu cầu bắt bò pin lực cứ liên hệ trực tiếp cho em. Lưng quay đều hở hết anh chị ơi. Đây anh chị xem cái mông bít đó anh chị. Dòng 2 là pin lực lắm anh chị ơi. Cái cặp bò này cực kỳ đẹp luôn anh chị. Cặp bò này có giá tại chuồng em là 26 triệu anh chị. Giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt bò đực nuôi á cứ liên hệ giùm em ha. Giá 26 triệu một cặp đực kem F2 anh chị. Xương sóc đứng thẳng gẳng ok lắm anh chị. Nhàn xương là ok ha. Giá tại chuồng của em là 26 triệu cho cặp kem F2 anh chị. Kem trắng F2 anh chị. Con kem sữa, con kem trắng ha. Đây, anh chị xem cái mông bít đó anh chị, siêu khủng anh chị. Siêu khủng ha. Giá tại chuồng của em là 26 triệu. Đây giá 26 triệu ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Bò này là không còn gống biết gì hết vậy. Không còn gống nữa anh chị. Xương nè, lưng dai là hở bè luôn ha. Đó. Giá tại chuồng của em là 26 triệu, xương sóc được ok lắm anh chị ơi. Cái dàn lưng nè anh chị. Một gang tay em luôn anh chị. Cái dàn lưng đó nè, em lại gần cho anh chị xem ha. Đây con này cũng vậy anh chị. Lưng là thè bè luôn anh chị. Đó, cái dàn lưng hết hồn anh chị. Giá tại chuồng em cặp kem này, giá tại chuồng em là 26 triệu một cặp anh chị. 26 triệu một cặp kem F2 cực kỳ đẹp luôn anh chị. Một con đầu tiên này là con đít muối luôn anh chị. Con này là kêu bằng bao bì kem anh chị. Giá tại chuồng của em là 26 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mã số 2 anh chị. Anh chị nhớ mã số giùm em ha. Mã số 2. Giá tại chuồng em là 26 triệu. Đây, đòn lớn rất là đẹp bò anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Thành Trung giúp em ha. Giá tại chuồng em là 26 triệu. Đây. Rất là sạch anh chị. Đây anh chị thấy không? Rất là ok anh chị. Đó, đòn đít lùi dai là ok hết. Lưng quay là đều hở hết anh chị. Giá tại chuồng em là 26 triệu một cặp kem F2 anh chị. Kem F2 giá tại chuồng em là 26 triệu một cặp kem F2. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Bò này là không còn chỗ nào để chê được anh chị. Giá này quá mềm luôn anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt liên hệ giùm em ha. Anh chị xem mông đít nè. Cái lưng là một gang tay em anh chị. Cái lưng nữa nè. Một gang tay em á. Cực kỳ đẹp luôn. Cô chú anh chị là quan tâm những con bò này cứ alo giùm em ha. Đó. Rất là sáng bò anh chị. Con sau là chiều cao là trên mét bò anh chị. Con trước là yếu mét tí anh chị. Giá tại chuồng em mã số 2, giá tại chuồng của em là 26 triệu anh chị. Một cặp kem F2 giá 26 triệu. Đem tiếp tục qua mã số 3 anh chị.
Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xe máy số 3 liên hệ trực tiếp với anh chị. Một con F2, con F1 anh chị. Cái con đầu tiên này yếu beta, yếu mét tí anh chị, con sau là trên mét anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt bò giá tầm trung liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Cặp bò này có giá tại chuồng của em là 21 triệu anh chị. Giá 21 triệu. Một cặp anh chị, giá 21 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm cặp bò hình dung giúp em. Giá 21 triệu anh chị. Anh chị xem lưng rất là da đâu hết thôi không anh chị. Đó, rất là hở bò ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em anh chị. 21 triệu cho mã số 3 anh chị. Mã số 3 giá 21 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm cặp bò hình dung giúp em anh chị. Đây, rất là sạch bò anh chị. Rất là sạch. Giá tại chuồng của em là 21 triệu một cặp ha. Xương sóc lưng thẳng gẳng, rất là sạch bò anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em. Đây. Đó, dàn lưng dàn dài rất là ok anh chị. Dàn mặt rất là đẹp. Anh chị xem ha, con này là yếu mét anh chị. Dòng 2 anh chị. Con sau là bự và bá luôn, tại vì mắc dung chủ em ghép về luôn anh chị. Với con sau thì mắc tiền hơn trước anh chị. Giá tại chuồng của em là 21 triệu cho mã số 3 anh chị. Anh chị nhớ mã số giùm em ha. Mã số 3, giá tại chuồng em là 21 triệu. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp anh chị. Vĩnh Long anh chị, Tiền Giang, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu anh chị, Bình Thuận nha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh đó. Cô chú anh chị nào có xa có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em. Bò mông đích thôi thà lè không anh chị ơi. Rất là khá bò anh chị. Dàn mông dàn lưng là rất là đẹp bò anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 21 triệu một cặp anh chị. Em show một cặp giá 21 triệu ha. Con này nó rất là bự luôn anh chị, nó bự to luôn á. Con kia 8, con này 10 anh chị ơi. Cô chú anh chị nào quan tâm những con bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 21 triệu một cặp ha anh chị. Anh chị nhớ mã số 3 giùm em ha. Số 3, giá tại chuồng của em là 21 triệu. Đây. Cô chú anh chị nào có quan tâm những con bò này cứ alo giùm em anh chị. Đây rất là sạch bò anh chị. Rất là sạch. Xương sóc dài đòn lắm anh chị. 21 triệu cho số 3. Con kia là chiều cao gần 1m1 luôn anh chị ơi. Thiếu 1m1 nha. Thiếu 1m1 trên mét anh chị. Con đầu tiên này là chiều cao yếu mét anh tí anh chị. 9 mấy phân. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Em lỡ với con ma bê anh chị. Bò này lùn tháng tầm khoảng 10 tháng bò trở lên anh chị. Cô chú anh chị nào xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Bữa nay trời mưa nó cũng hơi tối bò anh chị. Em show một cặp ha anh chị. Anh chị bắt lẻ riêng thì giá nó hơi cay tí ha. Cặp bò này giá tại chuồng của em là 31 triệu anh chị. Một con ma bê, một con kem anh chị. Một con này chiều cao nó trên 1m1 anh chị, mét lẻ hết anh chị. Bùn tháng tầm khoảng 9 tháng 10 tháng bò anh chị. Bò nào cũng pin lực dài đòn lắm anh chị ơi. Giá tại chuồng em một cặp này 31 triệu cho mã số 4 anh chị. Mã số 4 31 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mẹ má, xương sóc đứng thẳng gẳng rất là sạch bò anh chị. Con ma bê này cực kỳ vip luôn ha. Đây, bông đứt rất là luôn anh chị. Đây con kem anh chị. Giá tại chuồng của em là 31 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt kem lỡ được ma bê lỡ cứ liên hệ trực tiếp cho mẹ má. Lâu lâu mới sở hữu được một cặp mà giá tầm trung vậy anh chị. Cô chú anh chị đằng xa có nhu cầu bắt alo giùm em. Giá tại chuồng của em là 31 triệu anh chị. Đây. Xương sắc đứng ok lắm. Nhà xương lớn anh chị. Con ba bê này lưng nở hơn con kem tí anh chị. Kem này nó còn hơi mỏng bò tí. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 31 triệu một cặp anh chị. 31 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo giùm em ha. Xương sóc đứng thẳng gẳng rất là sạch bò anh chị. Rất là sạch anh chị. Giá 31 triệu. Đây, rất là sạch ha. Lưng ngoài đều hở hết anh chị. Dàn xương rồi. Lít khu là ok hết. Rất là sạch bò anh chị. Đây, con kem này rất là to anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Một cặp đực lỡ nha. Một con kem, một con ba bê anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em nhé. Đây, cái màu nó hơi mát mát tí anh chị. Nó hơi tối á. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em. Đây, rất là sạch bò anh chị. Đây, giá tại chuồng của em là 31 triệu anh chị. Cô chú anh chị đằng xa có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em nhé. 31 triệu cho cặp kem lỡ á anh chị. Một con ba bê, một con kem ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Nhà mặt con bò này to lắm anh chị. Con này còn ngọt và bự bò lắm anh chị ơi.
Bây giờ nó hơi tối tối rồi, cái màu nó không được đẹp không hả anh chị? Rất là bự bò hả anh chị? Rất là hở ha, siêu sắc anh chị. Cũng thẳng gắn rất là sạch bò ha. Con ngô bê đó lỡ luôn anh chị ơi. Rồi chú anh chị nào nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp cho em ha. Giá tại chuồng của em là 31 triệu, 31 triệu cho một cặp kem lỡ anh chị. Một con bê, một con kem hả anh chị? Rồi, rất là bự bò hả anh chị? Rất là bự ha. Chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo giùm em. 31 triệu. Hai con kem này bự lắm anh chị, xương sóc dài đòn lắm anh chị, đùi bản ha, rất là to. Con bê đi cũng vậy anh chị, đây rất là bự bò anh chị. 31 triệu. Cô chú anh chị đằng xa có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Mã số 4 anh chị, mã số 4. Tiếp tục mẹ con mã số 5 anh chị. Mẹ sim label dính một được kem anh chị. Bò này cũng miếng rất là đẹp anh chị. Cô chú anh chị đằng xa có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Thành Trung giúp em anh chị. Mẹ con này có giá tại chuồng của em là 17 triệu anh chị. 17 triệu cho mẹ con cái đực anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ sim được kem anh chị. Mẹ này rất là to bò anh chị. Con mẹ này chiều cao yếu 1m2 tí anh chị, trên 1m1 ha. Có dàn cũng rất là đẹp anh chị. Giá tại chuồng của em là 17 triệu anh chị. 17 triệu cho mẹ con mã số 5 anh chị. Mã số 5 anh chị. Trời rất là sạch anh chị, trời mưa nó hơi ồn anh chị, nghe gõ gõ mẹ kỹ với mẹ anh chị. Con này chiều cao nó yếu căng mét bò luôn anh chị, con có tầm khoảng 3 tháng bò anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp cho mẹ ha. Mẹ con này giá tại chuồng của em là 17 triệu anh chị. Đây, con này đẻ tầm khoảng 2 lứa bò, 3 lứa anh chị. Giá tại chuồng của em là 17 triệu, mẹ con cái đực anh chị. Rất là đẹp anh chị, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 5 cái liên hệ trực tiếp cho mẹ anh chị. Mẹ con này có giá tại chuồng của em là 17 triệu anh chị. Mẹ sim đẻ tầm khoảng 2 lứa hoặc 3 lứa mới đầu về anh chị. Con mẹ này chiều cao là yếu 1m2 trên 1m1 anh chị. Con cực kỳ to luôn anh chị. Giá tại chuồng em là 17 triệu. Cô chú anh chị lần sau có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp cho mẹ nha. Con này trái sữa rất là đẹp anh chị. Mày mưa quá trời sớm giờ quay không kịp anh chị. Nó hơi ồn chị thông cảm nha. Giá tại chuồng em là 17 triệu. Mẹ con nghe được anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp cho mẹ em. Con nghe này tầm khoảng 3 tháng rồi anh chị. Mã số 5 anh chị nhớ mã số 5 giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 17 triệu mẹ con cái đực. Cái sữa rất là đẹp anh chị. Đây, cái sữa rất là to ha. Đó, cái sữa hết hồn anh chị. Cái sữa rất là đẹp ha. Giá tại chuồng của em là 17 triệu mẹ con cái đực anh chị. Mẹ con cái đực giá 17 triệu. Đây, 17 triệu. Đây em tiếp tục mẹ con cái đực anh chị. Mẹ con mã số 6 anh chị. Nghe mẹ kem, nghe được kem mẹ tơ để lứa đầu anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này liên hệ trực tiếp giùm em chị. Bữa nay hơi khan tiếng anh chị. Đây mẹ con nghe được anh chị. Bò này nói đẻ anh chị, tầm khoảng chừng tháng mới đầu về, 20 ngày mới đầu về anh chị ơi. Con nó cực kỳ mắc sữa anh chị. Đây, con mẹ còn khá là mập anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Mẹ con này giá tại chuồng của em là 16 triệu rưỡi anh chị. Nghe được. Mẹ con giá 16 triệu rưỡi, nó còn cái tim rúng xuống tí anh chị. Cái tim rúng nó còn tí à, không phải là thòng ruột anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp cho em anh chị. Mẹ một con nghe được, giá tại chuồng em là 16 triệu rưỡi. Mẹ con giá tại chuồng em là 16 triệu rưỡi, mẹ con nghe được anh chị. Cô chú anh chị lần sau nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Thành Trung giúp em anh chị. Đây, xương sóc đứng thẳng gẳng rất là ok bò anh chị. Rất là sạch ha. Bò này bò tơ mới để lứa đầu anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, liên hệ trực tiếp giùm em. Quá mềm anh chị ơi, con mẹ nó còn tầm khoảng 65 kg anh chị. Thì dính được cái đực này, giá này rất yêu thương anh chị. Nãy mắt chung được một nói chung là hai bộ anh chị, em xé được bộ kia em bán có lời hay nhỉnh tí á. Nhưng cho nên em hạ cái giá bò này xuống tí cho anh chị dễ mua ha. Mẹ pháp con nghe đực. Giá tại chuồng của em là 16 triệu rưỡi, mẹ con nghe đực anh chị. Mẹ pháp con pháp anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò này cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Xương sóc đứng thẳng gẳng cực kỳ đẹp anh chị. Con cực kỳ bóng mượt luôn. Bò tơ mới để lứa đầu anh chị, tơ zin mới để một lứa một. Cô chú anh chị nào quan tâm những mẫu bò mẹ con giá tầm trung này cứ liên hệ trực tiếp cho mẹ anh chị. Giá tại chuồng của em là 16 triệu rưỡi cho mẹ con cá đực. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Bạc Liêu, Củ Chi anh chị, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Củ Chi, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Phước. Em đang có chuyến xe về Vũng Tàu anh chị, ngày mai em có chuyến xe đi về Vũng Tàu anh chị. Vũng Tàu là Xuân Lộc, Đồng Nai anh chị, Bình Phước anh chị. Cô chú anh chị nào đằng xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ con này giá tại chuồng của em là 16 triệu rưỡi, mẹ con nghe được. Đây, cô
chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo nữa anh chị. Đây xương sóc con to lên chị. Chị thấy nó còn cái tim rúng xuống tí anh chị. Cái tim rúng chứ không phải là hồng ruột ha. Đây đó, mát sữa cực kỳ anh chị. Anh chị xem con nghé là đánh giá được con mẹ anh chị. Một tơ mà để vậy là quá yêu thương anh chị. 16 triệu rưỡi cho mẹ con nghé được. Đây quá mềm luôn anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp cho mẹ nha. Tiếp tục mẹ con mã số 7 anh chị. À, mẹ này xin anh chị, xin lùng anh chị. Mẹ này chiều cao nó tầm khoảng 1m1 rồi, anh quay đầu về anh chị, không bóng tí à. Con mẹ này xé mặt xé lưng thì nó chọn anh chị, dính con được 3B anh chị. 3B giờ nói chung là tầm khoảng 9 triệu rưỡi anh chị ơi. Nó bự bò anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mẹ con mã số 7 liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Con mẹ này cấy rồi gần 1 tháng bò rồi anh chị. 1 tháng anh chị. Con bò này cấy rồi anh chị, mẹ em quên cái con kem hay con 3B em quên anh chị. Mà cấy rồi ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Con mẹ còn khá là mập anh chị, mẹ chặn ba ha. Dính con được kem anh chị. Được kem muối luôn. Cái lòng được 3B anh chứ. Được 3B nè anh chị xem con được 3B nè, hết thuốc không anh chị. Giống như là con bò kem F2 vậy anh chị. Cái lưng nó hở một rang tay em luôn. Đó. Đó con mẹ thì chặn ba anh chị. Dính con được kem giống như F2 á, mẹ giống như mẹ này mẹ xin anh chị, xin lùng á. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 7 liên hệ trực tiếp cho em. Mẹ con này có giá tại chuồng em là 17 triệu 7 anh chị. 17.77 anh chị. 17 triệu 700 anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Mẹ con cái được 3B anh chị. Được kem anh chị. Được bực 3B. Được 3B anh chị. Mẹ này mẹ xin anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Đây còn hết thuốc không anh chị? Con còn muốn mặn con mẹ luôn chị ơi. Bò nhỏ nhỏ con giá con ghê anh chị. Giá tại chuồng của em là 17 triệu 700 ngàn anh chị. Mã số 7 anh chị. 17 triệu 700 ngàn mã số 7. Mẹ xin lùng. Dính được 3B anh chị. 3B đang mung luôn anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo mẹ nha. Con bò này cấy gần được 1 tháng anh chị. Em nhớ là ngày 6 tây tháng 4 hay gì anh chị. À, 4 tây chứ. 6 tây. À, 4 tây tháng 6 chứ. 4 tây tháng 6. Nó lộn. 4 tây tháng 6 anh chị. Đây, anh chị nào có nhu cầu bắt á, mình tiền ít ít mình muốn được nghe được 3B á, cứ liên hệ trực tiếp cho anh chị. Mẹ này tặng 3 nha anh chị. Trẻ con cực kỳ mắc sữa luôn. Cái sữa là trà bá lửa, bò này đẻ tầm khoảng 2 con anh chị. Giá tại chuồng của em là 17 triệu 700 ngàn. Đực 3B. Mẹ sim anh chị. Giá tại chuồng em là 17 triệu 700 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Này giá tầm trung không anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt liên hệ giùm em. Bữa nay cái giọng em nó hơi khàn khàn anh chị thông cảm anh chị. Đó. Anh chị xem cái lần lưng con anh chị. Hết thuốc không anh chị? Móng như là tha mỡ vậy. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. À, Sóc Trăng nè anh chị, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị. Em đang có chuyến xe về Vĩnh Long anh chị. Vĩnh Long, Tiền Giang, Chợ Gạo, Long An anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương anh chị, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận anh chị. Các tỉnh đó em đều có chuyến xe ghép hết anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Em đang có chuyến xe đi về Sài Gòn nữa anh chị, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B anh chị. Ngày mai em có chuyến xe đi á, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em. Mẹ con này mã số 7 anh chị. Mẹ sim lùng. Bò này cấy gần 1 tháng bò anh chị. Dính được 3B á, mẹ con cái đực, giá tại chuồng em là 17 triệu 700 anh chị.